nhân viên sở thú bị sư tử đực tấn công và pha cứu người thần kỳ của sư tử cái. Người đàn ông sau đây tưởng chừng đã bị con sư tử đực xé xác, nhưng may mắn thay, anh ta đã được giải cứu bởi một con sư tử cái. Chuyện nghe có vẻ hư cấu, nhưng nó đã xảy ra tại một sở thú lớn. Không phải tự dưng mà những công việc như chải răng cho cá sấu hay chăm sóc sư tử lại có mức lương rất cao. Vì về cơ bản công việc này đòi hỏi sự gan dạ cùng một tinh thần cứng rắn của người làm, vì không biết nguy hiểm sẽ ập đến lúc nào. Bên cạnh đó, những con vật dù được thuần hóa khéo thế nào thì chúng vẫn là những con thú hoang. Phân thú trong người tụi nó rất lớn và không biết sẽ bùng phát lúc nào. Và người đàn ông này đang cùng bạn của mình điều hướng con sư tử đực trong chuồng như mọi ngày để cho du khách thăm thú. Ban đầu con sư tử vẫn rất nghe lời, nhưng chỉ sau một lúc, nó bỗng dưng nổi giận rồi tấn công người chăm sóc của mình. Nó cắn chặt tay của anh ấy và tỏ ra vô cùng hung hãn. Dù người đàn ông bên cạnh đã ra sức ngăn cản và tìm kiếm sự trợ giúp, nhưng cũng không thể ngăn nổi sức mạnh khủng khiếp của con sư tử kia. Rất may, ngay sau đó, con sư tử cái chung chuồng đã di chuyển sang chỗ sư tử đực để ngăn cản cơn giận của nó. Và thật diệu kỳ là con sư tử đực đã buông tha cho người đàn ông. Nếu như không có sự giúp sức của người bạn và con sư tử cái, thì không biết người đàn ông sẽ phải trải qua kiếp nạn này như thế nào. Có lẽ cả đời này anh ta cũng sẽ không bao giờ quên được giây phút kinh hoàng này. Sự việc nổ ra cũng khiến cho người dân nâng cao cảnh giác hơn đối với thú hoang, dù cho chúng có được phần chủng tốt đến mấy đi chăng nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay của BeTalk. Chúc các bạn một ngày thật vui. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng mình nhé.